Rồi, xin chào tất cả các bạn. Một con xe đạp trợ lực điện Brighton đẹp như mới luôn nha anh em. Con xe này đẹp như mới luôn, đảm bảo với anh em là nhìn là ghiêng điên thôi. Giá chỉ có mười mấy triệu thôi. Đây là một con xe đạp nội địa Nhật các bạn. Tính năng của nó thì thứ nhất nè, khung nhôm rất là nhẹ nha. Rồi nó có đồng hồ báo km, báo tốc độ, báo bình, có hết trên đây luôn. Rồi đặc biệt là cái cục máy trợ lực này nè, đẹp như mới luôn, đảm bảo anh em nhìn em ghiền. Có 6 số nha, sang số 6 tốc độ đó, nó nằm gọn trong đây chứ không có lằng ngoằng rườm rà bên ngoài giống như xe đạp thể thao bạn. Bây giờ trời tối rồi nhưng mà mình cố gắng mình review sơ cho anh em cái, là ngày mai review kỹ lại, 3 ngày review kỹ cho anh em thấy cho nó dễ. Chứ bây giờ 6 giờ rồi các bạn, tối thui luôn à. Rồi mình cố gắng mình tranh thủ review nhanh nha. Đây, cố gắng tranh thủ review nhanh cho anh em nha. Rồi, có đồng hồ nè, bấm nguồn nè, thấy không? Có đèn luôn nha, này, có đèn led luôn nha. Bấm đèn, đây, có đèn led luôn nè các bạn, đó. Bấm tắt đèn luôn. Rồi, báo pin nè. Đó, báo pin nè. Bấm lên, đó, báo bình nè, báo km, báo pin nè. Đó, có đầy đủ, có 3 mức điện luôn cho các bạn xài luôn. Đó, báo km nè, báo giờ nè, báo tốc độ nè các bạn. Đó. Rồi, 6 số nha, anh em nhìn nè. Nhìn cái đồng hồ này, nó mới chát luôn nha. Dặn lên nè, đó, nó từ 1 tới 6 nha. Đó. Ê, 8 luôn, 8 số luôn. Ồ, mình tưởng 6 số chứ, 8 số luôn nha các bạn. 8 số ở đây thì trong cái đùm của nó nha. Trong khu đùm của nó sẽ có số 8 nha. Đây, đó. Kìa đó, XG8R31 nè, đó, các bạn thấy không đó. XG8R31 nè, thấy không? Thì nó có 8 tốc độ nha. Wow, mình tưởng 6 chứ bình thường những xe này có 6 thôi nha anh em. Con này đặc biệt có tới 8 luôn. Đấy, khung nhôm nè. Đó, khung nhôm nha các bạn. Khung nhôm. Bê tông khung nhôm nha. Đây. Đó. Đây, thông số xe nè. Chữ Nhật không anh nhìn mình cũng chịu à. Đây là cái bình nha, bình Nhật nha, pin Nhật luôn. Đặc biệt cục máy nè, anh em nhìn cục máy là anh em ghiền luôn. Mới chát luôn, ốc ác đồ mới chát luôn các bạn. Giờ tấu thui rồi, quay hết thấy đường luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Cái cục nhôm này. Đó, dây xây quá ngon. Đó, dây xây đẹp các bạn. Giò đạp nhôm này, đó, giò đạp nhôm thấy không? Nghe chưa? Rồi căm này. Căm inox. Căm mới các bạn. Đó, căm còn mới chát luôn ha. Cái đùm sau anh em nhìn nè, cái sáng giới này ha. Mình tranh thủ mình quay nhẹ để trời tối nha các bạn. Vành nè, nhôm nha. Đó. Đây coi size lốp này bao nhiêu. Thông thường những cái bánh này nó sẽ size 26, size 26. Đây. Bánh size 26 nha. Đấy, cái yên này á, thì anh em có thể nâng lên, nâng xuống, nâng lên, cao thấp xuống được nha. Xe linh kiện trên xe là zin hết nha các bạn, zin đồ Nhật hết nha. Giò đạp zin nè, đó, cái chân chống này là bắt thêm, hàng Việt Nam bắt thêm. Tại nguyên bản xe zin nó không có chân chống nha các bạn. Ba ga zin Nhật luôn nè, đó. Ba ga này á là bản thân xe nó không có ba ga nha, nhưng người chơi xe người ta gắn thêm cái ba ga đồ chơi Nhật. Đây là ba ga đồ chơi Nhật nha các bạn. Đó, anh em có thể mua cái ba ga này anh em gắn cho xe đạp bình thường nha. Yên zin này. Đó. Cầm thắng này, Nexus Nhật nè, đó, thấy không, Nhật nè, đó, ra mát, thấy chưa, đẹp chưa, đó, ba ga trước nè, đây, ba ga trước nè, này phục hơi nha, này phục hơi nha, cái này á, nó có, cái đây là cái báo km nha các bạn, báo km nha, báo tốc độ km, đấy, cầm, trời, tao thui, mới nói tí xíu tao thui, 6,5 các bạn, cái này bằng nhôm. Nhôm. Đấy. Cái đây cái đèn led nha. Đây, vè này. Cái vè của nó các bạn thấy nó trong suốt luôn này. Đó, vè Yamaha trong suốt luôn. Đó, giò đạp này bằng nhôm này. Đó,
Đó, cái này nó cũng bằng nhôm luôn này. Đó. Cục máy này. Rất là đẹp các bạn, cục máy trợ lực này, rất là đẹp nha. Nhôm trắng hiếu luôn các bạn. Một con xe 7 nhất nha, dành cho anh em tập thể dục. Thì có nhiều anh em vẫn chưa hiểu là trợ lực là nó như thế nào. Nghĩa là nếu mà bình thường á, bình thường các bạn không bật đèn, bật điện lên thì nó giống như là một chiếc xe đạp bình thường thôi, các bạn chạy từ số 1 tới số 8. Nhưng mà khi các bạn bật nguồn lên, các bạn bật nguồn lên thì nó chức năng nó sẽ giống như là khi nghĩa là khi mà các bạn bật điện lên thì khi các bạn chạy, các bạn tưởng tượng như có một người đẩy ở phía sau đẩy xe cho các bạn. Các bạn đạp nó mới đẩy nha, các bạn không đạp nó không đẩy. Trợ lực mà, khi các bạn đạp nó mới đẩy, khi các bạn đạp nó sẽ đẩy. Nó làm giống như là cái này, khi mà dậm xuống, cái dậm xuống thì nó sẽ có điện, dậm xuống thì nó sẽ hỗ trợ thêm điện, mà các bạn không dậm thì nó không có điện, nó kiểu vậy. Các bạn đập tròn thì nó không có vấn đề gì hết, nhưng mà khi các bạn đập tới thì nó sẽ hỗ trợ, nó đẩy cái xe tới. Đó, chế độ nó thông minh như vậy nha. Thì ngoài ra thì bên mình có nhận lên thành xe điện cho các bạn luôn. Thì bình thường nó cũng là trợ lực điện luôn, nhưng mà có thể lên thành cái xe điện các bạn. Có thể là lên thành cái xe đạp điện luôn. Là sẽ gắn thêm một cái cục ở đây, gắn thêm một cái cục cục gì đó không biết, đại loại là sẽ gắn thêm một cái cục vô. Và bên đây sẽ chế thành một cái tay ga dẫn, đó, cái tay ga dẫn. Thì lúc đó thì sẽ là cái cầm số đây này, mình sẽ chuyển qua bên đây, cầm số này mình sẽ chuyển ngược qua bên đây. Còn ở bên đây mình sẽ dùng làm cái cầm ga để mình dẫn ga các bạn. Đó, mình dẫn lúc mà mình rịn ga thì nó sẽ chạy nha. Con xe này rất đẹp nha. Giờ tối rồi mới nói 7 phút cái trời tối thui luôn rồi, hết thấy đường rồi. Anh em muốn coi cái gì, muốn sổ cái gì mình soi cho được các bạn nha. Thắng nè, đó, ốc ác đồ. Cái ba ga này rất là xịn sò, ba ga này nhôm hết luôn nha các bạn. Cái vè này gắn thêm nha, vè này chủ xe gắn thêm nha. Bình thường tất cả những dòng xe bán trên thị trường thì nó sẽ không có vè, vè là gắn thêm hết. Cánh chuồng chuồng này, mở khóa bằng cánh chuồng chuồng. Cái này là cái đồng hồ km, cái đồng này nó có 500 đồng này. Khi mà cái này quay thì nó sẽ báo lên đồng hồ, này là báo cái dây, báo lên đồng hồ nè, đó. Xe rất đẹp nha. Anh em là có nhu cầu tập thể dục, trợ lực điện nó sẽ khỏe là khi bình thường ha. Khi bình thường chúng ta chạy, chúng ta sẽ bình thường lúc đi thì nó sẽ tập thể dục, nhưng mà cái lúc về chúng ta mệt rồi chúng ta mở điện lại, nó hỗ trợ nó đẩy cho chúng ta chạy nha. Thì lái này có thể chỉnh được ha, gập lên gập xuống này. Đó, gập ngang ở đây, gập lên gập xuống được các bạn. Rồi cái yên này có thể nâng lên hạ xuống được nha, có điều chỉnh ở đây nha. Đấy, cái nút này là bấm mức bình nè, đó thấy không, có thể chỉnh được mức bình này, cái đơn là bình ở full này, nó có 1, 2, 3, 4 ha, bấm vô là thấy là chỉnh được mức bình này các bạn. Đó. Rồi bấm lại cái đồng hồ điện, nó đang báo là full này, full bình ha, full bình. Đây là km 35 cây nè. Đó, tốc độ chưa chạy, khi chạy thì nó mới báo tốc độ ha. Đây là đèn, bạn nhìn trước nữa, tắt đèn ha, bấm theo đèn sáng, đèn led cho nên rất là sáng nha. Đó, đèn led sẽ rất sáng. Còn cái mức này là cái mức chỉnh tốc độ hỗ trợ điện nhanh hay chậm nha. Đó các bạn, đây là hỗ trợ nhanh, hỗ trợ trung bình và hỗ trợ chậm. Đó, cái đèn này nó đang đấy. Rồi chào con gái, bật xuống dưới. Đó, đi đâu vậy, đi đâu lặng lặng hả, đi đâu lặng lặng hả. Rồi các bạn nào quan tâm tới xe đạp trợ lực điện Yamaha, anh em liên hệ nha. Ngày mai mình sẽ chạy vòng vòng, mình chạy vòng vòng con này cho anh em xem nha.